Cái tay bên đây móc không? Không sao, về là phòng là khó gì đó. Cái nào? Em nói sao không hiểu? Ở bên ngó cái hả? Ừ. Nó hợp lý hơn đúng không? Vì sao bên này nó hợp lý hơn? Phòng sau nó nhỏ, phòng sau nó nhỏ. Nhớ bảo vệ những phần này. Đi lại. Nhìn lắp xe đúng không? Lì ra mà lấy và lấy cho sạch nữa rồi họ đỡ coi đỡ chết. Chị ơi, chị em ok lấy mụn sạch cho em mà đau à, thế là lấy cho miệng ha. Không, ý là mấy cái mỏ nói gì chị em ơi, đau quá à, còn non quá đau non đau à, à mô cái cục chị đang nặng thì phải nặng cho sạch góc á, hiểu không? Ai đi lấy mụn non làm chi? Trong đây còn mụn già ấy. Vậy thôi. Qua trên này đi, trên này đã má tìm không ra luôn à. Không lâu bé nó nói chị Hà làm được không? Bé bé mà ý là hỏi thử chờ chị hơi lo xíu nữa được không? Không thì kêu chị Hà làm chơi. Trời ơi, phục mộ. Ta nhìn ngoài, ta còn phê. Em không phải xong nữa. Xong rồi. Nhìn ạ. Làm nữa. Hả, phải ở với chị lo, phải lanh như vậy luôn. Em để chị bán làm ok, làm giống chị làm cho em không? Hay là em chờ em lâu thì để chị Hà làm đi, chị Hà làm ok.
xong mặt này hình như xong rồi đó. Mà sợ xong mặt này hơi lòng. Mặt này khủng khiếp rồi, bằng hai ba mặt á. Tiền bác một ít lắm, nhưng mà nó sợ á. Hà coi thử đi hả? Em yên tâm, chị già đó. À, sẽ... bên kia cũng có thật chị ơi. Vô trước bên này vô sau. Vừa sau chị, vừa sau. Không được sung sướng như rồi. Cái kia nó sẽ không thành con đuông dừa. Còn chị anh mình quay nó xong mình đọc vào máy mình đâm lấy gì nhá, đẹp đẹp sáu lần là cao nhất hả? Thế giờ anh bị xa quá. Cái này nó cũng dung cái này sáu lần nó sáu lần. Nhìn này cũng đã mà gầy thế này. Anh này nuôi mụn đã thật. Nuôi béo tròn trục luôn. Nuôi 3 tháng. 3 tháng. 3 tháng phải không? Cái anh ngủ đó hả? Người xin nha. Hà ơi, xử lý giùm chị đi. Mình chưa xong rồi nữa. Đây nè, chưa. Nói chung cái mặt này ý là chỉ lấy những cục từ tiêu điểm thôi, để về sau ghé lấy những cục kia chứ. Coi thử có giường. Thank you.
Kia là tư vấn kem cho ai? Là chị bé hồi nãy mà chị Loan nhắn lên đó chị ạ. À. Khi là em kêu không mà ra không máy thế. Không. Cho chị xin cái bông xin nước muối. Hai chỗ mua nhiều hồi xưa theo là định mình hết rồi mà để lâu quá thì nhiều ạ. Mụn nhặt rồi đó. Thôi. Thôi chị ơi. À, chỗ cái này. Nằm rung. Xuống làm đi em. Để bắt chị cũng nghe chỗ này nhiều quá. Thank you.
Cháu đau rồi. Cháu đau. À đau khá nặng chứ. Đau khá nặng. Lấy đàn qua đây. Lấy được chưa? Chạy xíu nữa. Rất là đuổi.
Thì cái lưng có cái cổ à, lâu à, nặng lâu à. Thì cái lưng với cái cổ là 100, còn cái mặt là anh tính bao nhiêu ra. Mũi si thở ra. Đau quá chị ơi. Ráng cái mũi nữa là chị nghỉ. Chào nghỉ. Tiếp luôn. Mấy phút rồi? Dạ. Kinh khổ lắm không vậy? Cũng muốn phê. Cái mốc đã rồi. Đâu chị thấy thường nè. Thôi bên dính nhiều lắm. Bên dính là đi 2K rồi, 2K tư tư rồi. 2K em quay lắm. Vậy này đi Ủa mất giá rồi. Như ăn trưa chị cũng không thấy luôn vợ hả?
dùng đi cho gia đình. Mặt em thì cũng không có chi. Ừ, em mua kem trắng này. Em ưng trị mụn thì em mua kem tia, còn kem trị thâm trắng da thì em mua kem trắng. Ngoài ra em dùng loại mụn được hết. Ừ. Lấy kem trắng chị. Kem trắng ok. Cái nó ban ngày em đi chơi em đánh vẫn được nha em. Cho đẹp nha. Ừ. Nó đánh ban ngày. Đánh ban ngày càng tốt. Em đánh loại này thôi thì em đừng dùng thêm loại gì. Nhìn đi vẫn đã thì nhiều khi cái nó hình như cái chi chứ không đâu phải thăm rồi, cái nó hình như chị thấy là giống như thằng Nga luôn rồi á. Ừ, chị thấy hình như thằng Nga thì không hết, biết thăm thì hết nha. Nước mắt à. Cái bé bấm cho mẹ mới khóc. Khóc em à? Không ai? Sao mẹ được? Chạy collagen cho, cung cấp collagen cho da nè. Cho da mà à, sáng căng bóng. Được em, giờ trời làm cũng được mà. Thì da em ít mụn. Tuần nữa qua làm nha. Em cứ về bôi kem đi hỉ. Ok em nha. Em bôi, không, kem đó là trị thâm trắng da. Còn trị mụn thì em lấy loại kia. Mặt em có vài con, em dùng cái kem trắng đi. Rồi, ok em. Bé nuôi mụn tốt. Cười dây cái tàu không chịu đi nằm mụn. Lấy sợ mình. Lấy sợ cái này đi. Sợ đau. Bữa hôm trước lấy ở đây luôn chứ. Dạ không, lấy bên kia. Bên nào? Em lấy cũng lâu rồi. Lâu bữa đi Sài Gòn á. À, ý là không có dạ, ơi, lấy về sợ bên chị đúng không? Dạ không. Bé đi chị em qua làm. Bé đi làm. Mấy mình về mà em không dám đi lấy bụng luôn á. Đâu, đâu. Không biết cách lấy. Đâu vẫn đỏ. Thịt ngon lấy một ngoài xin nhân rồi. Ai với chị lấy thì thôi. Lấy là thích gì lấy rồi. Ai vô đây thích chị lấy hay xin riêng chị lấy.
mụn nó đẹp kìa. Mà ươm. Chính quá à. Mụn đẹp là em biết rồi đó. Mà nuôi lâu quá rồi. Nhiều người họ thích con mấy cái mụn này. Mà Hà nó là hình như 2 năm rồi hả Hà? Cái đi nhậu đó kìa là 2 năm rồi đúng không? Cái hình mà chị gỡ hồi sáng qua đi nhậu là 2 năm rồi đúng không? Gần 2 năm. Ram nhớ được. Ngày ghi vào lịch sử. Cái chân bên cạnh mà nên thầy mang cho quả em hiến. Thì nghe em bán đó, nó mở xà ba mà chuyển giờ qua chỗ kia rồi. Nhưng mà nhân viên hắn với nhà gia đình hắn qua chị tìm mụn. Ừ. Làm chăm sóc của nó thôi, cái điều trị thì không. Nó làm đủ thứ. Cái con làm mi rồi. Nó mi, nó đồ trong là tâm trắng, đều đủ kiểu. Nhìn trong điện thoại như thế. Nặng mà khó khó vậy ra được cái gì coi hả con. Hình như mà thì cái mùa nam càng lâu nay càng thịt á, từ 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 đáng xỉ xỉ một á mà càng coi mà kiểu như là hấp dẫn gì á. Nhưng mà đã liên hó khó nhất là mũi à, kiểu đó xỉ xỉ một á. Làm răng cho họ khó chịu quá. Họ lấy một cái mùi nhờ làm nhờ răng để cho một phút. Nhưng họ làm cái video nó kéo dài đến 10 phút. Mà người ta sáng họ nhiều. Coi mà người ta trông chờ thì mà không ra được cái chuyện người ta cảm. Tao gặp bước mũi chứ. Để bố mò ta chơi cái trò chơi nhay. Bữa em mình thay đổi mà.
ăn gì chưa đó chị. Không có gì lo là không. Cái chán đi, nghĩ gì nữa. Chị ra chị ngủ trưa không được nha. Để chị ngủ trưa trong 10 phút, 5 phút khỏe người đó. Nhưng mà khó quá bộ quá đi. Nhưng mà ta giàu đó mới được nghỉ ngơi. Chị vẫn còn giao thì có thể được học để làm. Nghĩ rảnh rồi đi. Số khổ là làm chuyện khổ hết trơn. Có giàu cũng khổ. Đúng mà. Thôi đi. Nói thì dễ làm được không? Đúng mà. Chị không đam mê mấy. Chị đam mê kiếm tiền. Chung chị thích về cái khâu làm đẹp. Đang làm thay đổi người khác. Vèo vèo nước mắt chảy luôn rồi. Không vậy là ông thích làm chi à? Yeah, được. Nhiều phương á, chị thích chơi người mà người kêu như là cay. Chị có tiền là quá thấy, nhưng mà mình làm chị đừng có làm gì với ấy thôi. Phương nói được nha, mình làm tiền không ai là được. Ha. Mấy chị không làm mày hả chị? Có chứ, làm hay cái chị cũng làm ấy, chị cũng hỏi chị cũng có ấy. Không thiếu một cái chi đâu. Trời đi hồi quá làm. Ừ. Chồng mình trước tiên em mới đẹp da đi làm tin tưởng rồi qua làm cái khác nghe. Mình sẽ có sự tin tưởng là mới đặt niềm tin được đúng không? Cái đẹp đi đã rồi tính sao. Đẹp đẹp cái đang làm này nè. Chắc chắn đẹp. Chắc chắn không? Chắc chắn. Nhưng mà chị nói với cơ địa em ngủ á, thì em đẹp rồi em phải chăm, chứ không phải đẹp rồi em thả ra là không về lại vị trí cũ nha. Đó là điều đương nhiên luôn. Nếu như em ăn cơm á, em ăn thì nó no, mà em không ăn thì đói thôi, chứ không lại ăn một lần nó đọt cái đời đúng không? Thì đơn giản da mình rất cài cấu, mình tướng tươi tốt đúng không? Cái da mình phải chăm mới đẹp được. Yeah. Em thấy người chăm với người không chăm khác nhau hoàn toàn ha. Chứ người ta phải như nhiều người hỏi không mua hũ kem này xong mà đánh là hết mụn luôn rồi, đánh hết sổ là hết mụn luôn rồi. Mà để thao ra họ sản xuất được nữa em. Đúng không?
mà chẳng có cơ thể của mình mà ra mình nói ra được. Sao ai nói trước được không, mà tao biết được không là nghe chị nói là ví dụ người ta bị dị ứng gì đồ á, mình điều trị xong thì thấy cái lùn nó ra người cơ địa là thôi. Mấy nhiều người câu hỏi câu không biết giải thích sao đó. Chính xác. Mẹ mua hũ cây có đảm bảo không? Đảm bảo hay thảm mụn luôn. Ôi chù cha, hỏi tư vấn luôn. Còn cái bảo hành nữa chứ. Mà cái chi à? Hỏi nhiều lắm hài. Hỏi nhiều câu mà ta nói là thôi dẹp đi. Chụp đi à? Hết rồi, 2 phút rồi.